Hello, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Bữa nay mình về quê các bạn ơi, quê miền Tây. Cũng sắp hết hè rồi, mấy đứa nhỏ chuẩn bị nhập học trở lại. Mình đưa cả nhà về miền Tây chơi chuyến cuối cùng để bắt đầu vào năm học mới. Đây là có cảnh sát giao thông nè. Đoạn này là cái vừa ở trong đường Nguyễn Văn Linh ra nhập vô đường quốc lộ 1 đó nha các bạn, quốc lộ 1A. Nếu nãy mình đi thẳng luôn là cái con đường lên dẫn lên đường siêu tốc đó, đường siêu tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Còn giờ mình quẹo trái này là đi về hướng đường quốc lộ 1A, đi về Bến Lức, về Long An được các bạn. Đoạn này là mình tới chợ Bình Chánh các bạn ơi. Nãy mình xuất phát đi 6 giờ, giờ tới đây chắc cũng cỡ 6 giờ rưỡi. Tại mình đi chậm chậm mà. Ngay cái ngã ba này nè, nếu mà mình quẹo trái là vô đường Đinh Đức Thiện. Cái đường Đinh Đức Thiện là nếu mình đi thẳng là về Cần Giuộc, Cần Đước rồi luôn á các bạn. Đây, mọi người nhìn kỹ cái đoạn này nha. Hồi cái lúc mùa dịch là cái nhóm của Khương Dừa là đứng ngay vị trí này nè, để phát quà cho mấy người ta đi về miền Tây để mà gọi là trốn dịch. Đoạn này là một thời đó là nổi tiếng cực kỳ luôn á. Đoạn này vẫn là thuộc huyện Bình Chánh nha các bạn. Này là bây giờ mình về tới Bến Lức rồi các bạn ơi. Ở đây là trung tâm của thị trấn Bến Lức nè. Đây, cái này mình quẹo phải vô nhìn thấy cái cổng chào của thị trấn Bến Lức nha các bạn. Từ Sài Gòn mà ra tới đây khoảng 28 cây số đó các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình lên cầu Bến Lức. Hồi khoảng năm 1994-95 gì đó, cầu Bến Lức này nó bị giống như gần sập đó. Trận đó là mấy người về quê trận Tết nó bị kẹt quá trời kẹt. Mình cũng nằm trong số đó đó. Nó kéo dài kẹt mà cả mấy cây số luôn á. Cái cầu này là cầu cũ nè, thành ra nó làm còn thấp. Còn bên phía ngược lại bên kia là cầu mới, nó làm cao hơn. Đoạn đường này trống trải êm quá các bạn ơi.
tính ra cái đường về miền Tây á, đường xá nó không có tốt như là đường về miền Đông. Có lẽ là do đường về phía miền Đông, miền Bắc rồi đó, có nhiều tỉnh, nó là con đường đi qua nhiều tỉnh á, thành ra phải làm đường thông thoáng rộng lớn hơn. Còn về miền Tây thì tính ra cái số tỉnh nó không bằng. Mình phải có một cái nhà lầu quá dữ luôn, nhà biệt phủ của một đại gia nào đó nha, ở vùng này chắc cũng giàu nhất vùng này á. Ở đây là dòng xây của thị xã Tân An các bạn ơi, thành phố Tân An luôn chứ không phải là thị xã nữa. Mình có quen miệng kêu thị xã, giờ mấy dưới này giờ thị xã lên thành phố hết trơn à. Nhưng bây giờ mình về Trà Vinh, quê mình cũng vậy nữa, mình cứ quen miệng kêu là thị xã Trà Vinh chứ giờ người ta là lên thành phố hết trơn à. Nếu mình đi thẳng á các bạn, là đi vô cái đường chánh để mà né đi ngang cái thành phố Tân An á. Mà thường cái đường đó xe lớn ta đi, chứ còn mình đi xe hai bánh mình vô đường này đi cũng không bị kẹt gì. Cái công viên ở đây đẹp quá ha, này buổi sáng ra đây tập thể dục là bá cháy luôn. Nè, bây giờ mình chuẩn bị qua cái cầu Tân An nha các bạn. Cầu Tân An này là bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, còn cái cầu Bến Lức hồi nãy đó là bắc qua sông Vàm Cỏ Đông. Mình qua cái cầu Tân An này là bắt đầu vào địa phận của thành phố Tân An á. Đường về miền Tây là cứ đi một đoạn ngắn là qua cái cầu, xong ngồi chằng chịt luôn đó các bạn, nhất là về Cần Thơ. Trời, mình đi cứ một đoạn là có cái cầu, một đoạn có cái cầu, như là các tỉnh miền Tây là thấy là Cần Thơ là nhiều sông nhất. Đây là trung tâm của thành phố Tân An nha các bạn. Đoạn này là y như Sài Gòn luôn, đâu khác gì đâu. Nhà cửa cũng đẹp ghê luôn á. Cái ngã tư này nè, nếu mình quẹo trái á, là mình có thể đi về chợ gạo bằng con đường nhỏ, đường tắt á, đi qua Tầm Du rồi đó. Thường mình về quê là mình đi đường đó đó, nó ít có xe lớn. Tại bữa nay mình muốn đi thẳng về tới ngã ba Trung Lương vô Mỹ Tho, quay vòng vòng trong đó cho mọi người xem cái đoạn đường này. Đi thẳng đi về ngã ba Trung Lương thì nó bên xa hơn mấy km.
mà có nhiều khi mình cái tâm lý ngộ lắm, mình đi mình hay chọn cái con đường ngắn nhất, nhưng thật ra theo mình thấy như đi đường lớn coi chừng vậy mà ngon. Đường nhỏ nhỏ đường tắt chứ có nhiều khi đường dằn đường nhỏ mình chạy cũng có được nhanh, dù dài hơn chừng 5-7 cây số cũng sao, nếu mà đi đường thông thoáng vẫn được vẫn hơn. Cái đoạn thành phố Tân An này đường đẹp ghê, chạy ngon lành. Cái đoạn này nè các bạn, cái đoạn này là mình bắt đầu cái đường hồi nãy mà đường chánh thị xã Tân An nó bây giờ ra tới đây là nó sát nhập vô với cái đường quốc lộ 1A nè. Đó, mấy dòng xe bên phải đó là cái xe nãy giờ người ta chạy đường chánh của Tân An đó. Giờ ra tới đây nó nhập lại. Đường đó chỉ có giá trị cho mấy người đi xe xe lớn thôi, chứ còn đối xe hai bánh, xe mô tô của mình chắc đi bên trong đường trong này có bộ hay hơn, đâu cần phải đi ra đường chánh. Rồi tiêu rồi các bạn ơi, gặp công an giao thông rồi. Trời, hú hồn, tưởng bị thổi rồi chứ. Bữa nay đi mà vợ mình quên đem theo bằng lái nữa, nếu mà bị thổi vô là mệt á. Rồi đây là ngã ba Trung Lương nha các bạn. Mình mà đi về Vĩnh Long với về Cần Thơ rồi đó là mình quẹo phải qua cây Lậy cái bè rồi đó, còn bây giờ mình đi thẳng là đi vô Mỹ Tho luôn. Đây là thuộc là trung tâm của tỉnh Tiền Giang rồi nha các bạn. Đoạn này làm đẹp mấy cái đèn rồi nọ, mấy cái trụ đèn tối chớp 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 đẹp lắm á. Để mình tới đây cái mình quẹo qua cái hướng về Bến Tre, mình quay cái cảnh cầu Rạch Miễu cho các bạn coi, cây cầu dây văng đẹp lắm. Cây cầu đầu tiên là cây cầu Mỹ Thuận, là cây cầu dây văng, sau đó là tới cầu Cần Thơ, rồi là mới tới cầu Rạch Miễu này. Cầu Rạch Miễu này nó hơi bị hẹp, bị ngang chút, mấy trận lễ Tết rồi nọ cầu này kẹt quá trời kẹt luôn. Để mình tìm đường mình chạy ra mấy bờ sông mình quay cho nó đẹp. Chứ nhiều khi bây giờ mình chạy thẳng lên cầu quay cũng có gì để quay. Đứng phía dưới quay lên mới đẹp. Mình cũng chưa từng đi nữa, để tự mình đi dò dò từ từ coi có gì hỏi thăm ta. Ồ, về xa xa nhìn thấy cầu Rạch Miễu rồi các bạn. Vậy là cái này mình đi đúng đường rồi đó nha.
Cái này mà nếu mình quẹo trái là như về Mỹ Tho á. Để mình đi thẳng vô trong luôn coi. À, đây nè. Cây cầu Bến Tre sừng sững luôn các bạn ơi, quá đẹp luôn. Rồi đi vô đây là đúng đường rồi đó. Quá vĩ đại luôn ha. Cặp bờ kè cặp bờ sông luôn nè các bạn ơi, đẹp vô cùng luôn. Đây làm như một cái công viên luôn ạ. Đẹp hơn mình tưởng luôn các bạn ơi, nhìn quá trời đẹp. Cái cầu là coi như bắc qua sông nhìn sừng sững luôn. Rồi bây giờ clip tới đây mình tạm dừng nha các bạn, để mình dành tất cả cho clip sau mình quay trọn vẹn cái nơi đây. Công viên dòng sông cầu Gạch Miễu đâu nè, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Để mình hẹn các bạn clip sau đi, mình quay tất cả. Vì clip này tới đây cũng dài à. Thôi mình tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. À, quên nữa các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha. Còn nếu được nữa là cho mình thêm một cái lượt chia sẻ, lượt like để mình có thêm động lực nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.